Có thể nói mẫu tranh Tứ Quý mới nhất năm 2023 được rất nhiều người yêu thích vì những lý do sau. Đây chính là bức cúc ở trên bộ Tứ Quý của năm 2023. Và với bức cúc này, chúng tôi có phối hoa cúc với đàn gà ở bên dưới. Và điểm nhấn là những cái bông hoa cúc đều được đục tơi từng cánh với một cái phôi gỗ chỉ dày 5 cm, nhưng mà chúng tôi đã tạo ra những cái lớp lên tới 2 đến 3 lớp khác nhau để tạo ra cái chiều sâu và tạo nên cái độ kênh bong cho tác phẩm. Kỹ thuật tạo hình của con gà trống đang vươn cổ để kéo lên phía trên, cộng với lại là một cái bộ lông rất là cuộn, rất là có dáng, và cái lớp đuôi được tạo ra nhờ cái sự xếp lớp từ lớp trên xuống lớp dưới và tạo lên cái độ kênh bong, tạo ra những cái khe rất là thoáng, nên là tuy gỗ không quá dày nhưng vẫn đủ các cái lớp lang và tạo nên cái độ kênh bong tinh xảo.